Theo Bộ Xây dựng, dự báo giá vật liệu xây dựng từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục tăng 3,2%. Các chủ đầu tư, nhà thầu hay người dân có nhu cầu xây dựng chắc chắn sẽ bị tác động. Điều này có vẻ đang đi ngược lại logic thực tế là thị trường vật liệu xây dựng đang dư thừa nguồn cung. Lẽ ra kéo theo đó phải là cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá bán giữa các doanh nghiệp. Có dấu hiệu cho thấy giá xi măng cũng chuẩn bị tăng, dù năm 2022 giá đã tăng tới 3 lần. Theo Tổng cục Thống kê, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng 1,81% và chỉ xếp sau nhóm giao thông. Suốt gần một năm nay, nhiều nhà thầu xây dựng không dám nhận dự án. Nguyên nhân là giá các loại nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất thép, loại vật liệu chiếm tỷ trọng tới 20% giá thành công trình xây dựng tăng mạnh, thậm chí tăng tới 5 lần tăng liên tiếp. Quy mô vốn đầu tư công lớn đang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay. Chính vì vậy, việc kéo đà tăng của giá nguyên vật liệu xây dựng về mức hợp lý là hỗ trợ nhau nắm lấy cơ hội, cùng nhau vượt qua khó khăn. Chúng tôi đã phải đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại hơn để giảm giá thành, tăng chất lượng lên để hỗ trợ doanh nghiệp. Mình sẵn sàng hy sinh nhường hoặc là giúp đỡ khách hàng trước khi đòi hỏi khách hàng sẽ cho mình cái gì. May mắn là bức tranh thị trường vật liệu xây dựng không chỉ toàn màu xám. Với các vật liệu hoàn thiện, hiện đang có xu hướng đầu tư sang dòng sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Đây đều là các vật liệu có giá bán cao, suất đầu tư công trình theo đó cũng tăng lên. Tuy nhiên, giá các sản phẩm này cao không hẳn là bất lợi hoàn toàn, bởi lợi ích to lớn cho người mua nhà và đơn vị vận hành tòa nhà lại nằm ở giai đoạn sau đó, và lợi ích mang lại không hề nhỏ. Chủ đầu tư bỏ ra một cái khoản tiền, nhưng mà sau 10 năm họ đã thu hồi hoàn toàn những cái tiền đầu tư đó qua cái sự vận hành tiết kiệm, và những 90 năm sau thì gần như là họ có lãi từ cái 10% đó. Thì chúng ta phải nhận thức là cái công trình sau 10 năm là đã có lãi rồi, chứ không phải là đã hòa vốn rồi. Rõ ràng lúc này bài toán đầu tư không còn dành cho những doanh nghiệp chỉ chăm chăm ăn sổi ở thì mà không quan tâm đến quyền lợi của đối tác. Lúc này thị trường diễn biến không thuận lợi, nhưng không phải không có những thời cơ và giải pháp hợp lý, qua đó mang lại sự phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trên cơ sở hợp tác cùng tương hỗ nhau bằng các thế mạnh của từng chủ thể tham gia vào dự án đầu tư xây dựng và phát triển.